Hurricane mùa giải 20 to tỷ so với 18 tỷ. Ta thấy mọi điểm của Totti 20 đều vượt trội so với 18 Totti. Tuy nhiên khả năng tăng tốc cũng vừa 8 thì là tốt hơn. Đối với mùa giải 20T của Harry Kane thì sức mạnh, tốc độ, rê bóng, giữ bóng và dứt điểm, lực sút đánh đầu ở vị trí đều rất cao. Ở mức thiện cộng 1 thì chỉ số chung ST là 97. 3 sao kỹ thuật, dồn góc gồm có cá nhân và sút xa. Phản ứng 97, đây là một tiền đạo khả năng chọn vị trí rất tốt. Cũng như kết hợp với bộ chỉ số dứt điểm, lực sút đánh đầu rất bá đạo. Chiều cao 1m88, mức lương 21, cân nặng 89 gram, thể hình chân thuận, trái 4 và phải 5. Tại thì Harry Kane đang thi đấu câu lạc bộ Tottenham ở giải Ngoại hạng Anh và là tiền đạo chủ lực của đội tuyển gia Anh. Các bạn để Harry Kane ở vị trí tiền đạo mũi nhọn ST, các bạn để công 3 và thủ sẽ nách tuyến phòng thủ, đánh chặn thông thường và chạy chỗ. Với việc để chiến thuật như này thì Harry Kane sẽ phát huy được đa những chất của mình. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào một trận phạm để xem Harry Kane mùa giải 20 TI có thật sự nổi bật. Để chúng ta thấy phong độ của anh hiện tại là đang xuống rất thấp. Tôi vẫn quyết định dùng tiền đạo này. Có sự bổ trợ của những cá nhân khác. Vậy chúng ta thấy phong độ rất thấp. Và phong độ thấp này thì ta cũng vẫn gì xem là đẳng cấp của mùa giải thẻ này là như thế nào. Harry Kane giải 2017-2018 là cái mùa giải anh ghi bàn dữ dội nhất khi mà có tới 41 bàn thắng mọi mặt trận cho Tottenham Hotspur và lọt vào đội hình chính của danh sách Totti. Tuy nhiên đến năm 2020, mùa giải vừa qua anh ghi được tổng cộng 24 bàn và bị chấn thương. Vì vậy những đóng góp của Harry Kane Tottenham trong mùa giải vừa qua là cũng ấn tượng phong độ nhất của anh. Và chính vì thế anh chỉ lọt vào danh sách. Tuy nhiên với mùa giải 20 TI bổ sung này thì cái tên trong danh sách cũng rất chất lượng. Ở đó là những cầu thủ hàng đầu bóng đá thế giới hiện tại. Thể hình tối đẹp, Harry Kane anh có thể 09 tốt. Tại thì Harry Kane vẫn đang bị và rất có thể trong thời gian tới khi tham dự Euro cùng đội tuyển Anh. Harry Kane mất tương đối nhiều thời gian để lại. Và sao kỹ thuật là đủ dùng đối với một ST thuần túy. Ta đã thấy ở nhiều số thì Harry Kane rất mạnh ở khả năng dứt điểm. Cùng với đó là chỉ số ẩn xa tương đối hữu dụng. Tottenham hay đội tuyển Anh thì tiền đạo làm nhiệm vụ
bàn thì Harikyu còn hỗ trợ và tham gia phối hợp cùng tốt. Harry Kane không những là thủ lĩnh Tottenham trên hàng công mà anh còn là ra anh. Việc Harry Kane động rất tiêu cực đến tình Sam Hopper cũng như anh. Khá là kêu và rất điểm nên để hậu vệ của bạn đã rất nhanh. Một số bạn hỏi là trong việc lựa chọn 18 TI và việc lựa chọn 20 TI thì các bạn nên dụng skin mùa nào. Thực ra thì Harry Kane mùa nào thi đấu cũng tốt. Đối với một số bạn ưa thích khả năng ghi bàn thì chắn mùa giải 20 TI sẽ chọn tốt hơn và bộ chỉ số dứt điểm skin cao hơn rất nhiều số 8 TI. Tuy nhiên đối với những huấn luyện viên tốc độ, các bạn nên sử dụng 18 TI bởi vì ở đấy Arkin khả năng tăng tốc nhanh hơn, tăng rất điểm và là sự kén thì ta thua số 10 20 TI. Trong lối chơi mình về sâu trợ phòng bổ sung cho sự chắc chắn của hàng tiền vệ. Harry Kane 20 TI có khả năng đỡ bóng bước một cũng như bứt tốc tương đối tốt, khả năng xoay chở cũng ở mức khá. Kiên dứt điểm trong vòng cấm hay ngoài vòng cấm vào đúng chân thuận chân phải của mình thì bóng đi với dực tương đối căng. Tuy nhiên độ hiểm thì ở mức trung bình. Sự xuất hiện của meta mới thì in-game sẽ đòi hỏi rất nhiều những kiến thức và kỹ năng của các huấn luyện viên. Có rất nhiều sự đổi mới trong meta game. Từ việc kìm hãm bớt đi sự ảo của những cú ZD hay sự ảo của những pha sút xa đánh đầu. Cùng với đó là tăng thêm tính kịch tính từ những tình huống truyền bóng VW có độ sát thương tương đối cao. Có rất nhiều huấn luyện viên cẩn trọng khi bố trí chiến thuật việt vị để hạn chế lối chơi QW. Phong cách của Harry Kane thì phù hợp với mọi lối chơi. Đơn giản anh là một mẫu tiền đạo vừa có khả năng thi đấu độc lập, lại vừa có khả năng phối hợp đồng đội nhóm rất tốt.
Tuyệt vời. Vậy chúng ta vẫn thấy được sự sắc sảo của Harry Kane kể cả khi phong độ của cầu thủ một thẻ 20 tỷ xuống dốc không phanh. Đó là một cái đẳng cấp của mùa thẻ này. Đó là minh chứng cho câu nói phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Phong độ có thể tệ nhưng khả năng ghi bàn của Kane, của Harry Kane luôn là cực kỳ ấn tượng. Với một số tiền tương đối nhẹ nhàng hơn 1 tỷ BB thì các bạn hoàn toàn có thể tậu về cho mình Harry Kane mùa giải 20 tỷ, và chắc chắn đó sẽ là sự lựa chọn hợp lý trên phí tiền đạo cắm của đội hình. Tất nhiên mùa thẻ TI không thể sánh ngang được với những con hàng của mùa giải Icon, thì đó là những huyền thoại legend rồi. Tuy nhiên với mức lương thấp hơn một chút, cùng với thể hình lý tưởng và bộ chỉ số dứt điểm tương đối cao, thì Harry Kane mùa giải 20 TI cũng là một sự lựa chọn rất chất lượng cho hàng công của bất kỳ một huấn luyện viên nào. Nếu như chúng ta có điều kiện thì có thể nâng cấp lên anh lên mức thẻ cộng 3 trở lên, sẽ thấy Harry Kane 20 TI đá bá hơn rất nhiều. Vòng bảng Euro 2020 của đội tuyển Anh là tương đối dễ thở khi mà gần như đối thủ nặng đô nhất của đội bóng này chỉ là Cộng hòa Séc. Ngoài ra những đội bóng khác thì đội tuyển Anh hoàn toàn có thể làm gỏi với dàn đội hình gồm rất nhiều siêu sao chất lượng. Và chúng ta nói tới trường hợp Harry Kane có thể hồi phục hoàn toàn phong độ 100% và thể lực tốt nhất để phục vụ cho đội tuyển Anh. Tất nhiên nếu như Kane kịp hồi phục thì chắc chắn đội tuyển quốc gia Anh sẽ là một trong những đội bóng cực kỳ đáng gờm ở Euro 2020. Một cái vòng chung kết Euro mà sẽ nói là cực kỳ đặc biệt khi mà tất cả các quốc gia Euro có mặt đều sẽ thực hiện những trận đấu của vòng chung kết 2020 trên sân của mình. Không có một, vậy là chúng ta sẽ chấm cho Kiên mức điểm là